những âm hưởng truyền thống Hàn Quốc từ ban nhạc Fusion Queen. Cùng những màn đầy ấn tượng từ nhóm B-Boy The Groody Screw. Rất nhiều tiết mục đặc sắc đã tạo nên một đêm âm nhạc Hàn Quốc đầy sôi động tại trường Đại học Văn Lang vào tối 6 tháng 9 năm 2022. Đây là chương trình đặc biệt do Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với trường Đại học Văn Lang tổ chức. Chương trình có sự tham gia của ban nhạc Fusion Queen, nhóm B-Boy Douglas và tiết mục biểu diễn của các bạn sinh viên trường Đại học Văn Lang. Không gian trong đêm nhạc trở nên náo nhiệt với các tiết mục biểu diễn bằng những nhạc cụ truyền thống Hàn Quốc của các nghệ sĩ, cũng như sự hưởng ứng cổ vũ nhiệt tình từ phía các sinh viên. Hôm nay trời cũng mưa to thì ban đầu cũng có khó khăn lúc mà đi tới, nhưng mà em cũng kiểu biết đến cái chương trình này, kiểu nó vì không khí sôi nổi nên là cũng quyết định là để đi đến đây coi cho bằng được ạ. Thì vừa nãy có các chị là biểu diễn trên cái nền nhạc truyền thống thì em cũng thấy rất là ấn tượng. Dạ, tại vì những cái đó thì mình cũng không có gặp ngay trước mắt ạ. Chỉ có thể coi trên phim ảnh hoặc là YouTube hay là gì đó, các kênh truyền thông thôi ạ. Cho nên là khi được xem thì em cũng rất là ấn tượng. Hôm nay thì em đến đây với các bạn của em. Các bạn của em đang ở trong mọi người. Thì em cực kỳ mê ngày hôm nay, trái hết mình với chương trình ngày hôm nay luôn. Em có tìm hiểu những cái văn hóa của Hàn Quốc cũng nhiều. Em cũng thấy là trường Đại học Văn Lang tạo rất là nhiều cơ hội cho sinh viên cũng như là các bạn có thể tìm hiểu tất cả các loại nền văn hóa khác nhau. Và em nghĩ là đây cũng là một trải nghiệm tuyệt vời của ngày hôm nay. Nói chung là nó rất là thú vị, kiểu sẽ có những bạn không biết đến, không biết rõ về văn hóa Hàn Quốc thì thông qua sự kiện này có thể biết thêm về âm nhạc truyền thống, các nhạc cụ của Hàn Quốc. Bản thân em với lại là các bạn là ở trong nhóm nhảy thì thông qua cái sự kiện này thì bọn em có thể rút ra được thêm bài học, thêm nhiều kinh nghiệm để có thể kiểu trau dồi thêm kỹ năng cho nhóm. Trước đó, trong phần phát biểu chào mừng sự kiện, tiến sĩ Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Văn Lang cho biết, trong 5 năm gần đây, trường đã hợp tác, liên kết với hơn 30 trường đại học và các công ty công nghệ Hàn Quốc để mở rộng cơ hội trao đổi học tập cho sinh viên. Đại diện Trường Đại học Văn Lang cũng gửi lời cảm ơn Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc đã phối hợp tổ chức và tài trợ một đêm nhạc ý nghĩa dành cho sinh viên. Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại. Chương trình Đêm âm nhạc Hàn Quốc tối nay tại Đại học Văn Lang là một sự kiện văn hóa nghệ thuật đầy ý nghĩa khi công chúng Việt Nam có dịp được thưởng thức trực tiếp nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân xứ sở Hàn Quốc xinh đẹp. Dân tộc Việt Nam chúng tôi ghi nhận và đề cao tinh thần uống nước nhớ nguồn, những di sản văn hóa của cha ông để lại là vô giá, phản chiếu tâm hồn dân tộc. Những tiết mục đặc sắc đến từ các nghệ sĩ Hàn Quốc trong chương trình tối nay sẽ là cầu nối để công chúng Việt Nam hiểu thêm tâm hồn tươi đẹp và cái văn hóa âm nhạc đặc sắc của người Hàn Quốc. Chương trình Đêm âm nhạc Hàn Quốc nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc của Trường Đại học Văn Lang và được sự tài trợ của Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc Career Foundation. Đây là dịp để các thầy cô, các bạn sinh viên được tiếp cận với âm nhạc và văn hóa Hàn Quốc một cách trực quan nhất.